Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, trở lại vấn đề pháp lý đối với bài xã luận của tờ New York Times, cũng giống như là sáng nay xuất bản một cái cuốn sách đặc biệt Fear. Thưa luật sư, nếu trong cái điều kiện mà người ta thấy vấn đề an ninh của quốc gia cần thiết và đòi hỏi tất cả những cái đối tượng đó lên đối diện với máy sự thật, như Phó Tổng thống Mike Pence, ông Ngoại trưởng Pompeo, ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, ông Chánh văn phòng John Kelly, thậm chí luôn cả ông cựu Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, thì cái vấn đề đó nó có thuộc hạn phạm vi trách nhiệm của vấn đề luật pháp không, thưa luật sư? Well, trên nguyên tắc dựa trên cái máy dò nói dối, tức là lie detector, cái kỹ thuật chưa có đủ xác định rằng khi mà thắng hay là thành công hay không thành công để xác định người nói dối, cái kỹ thuật nó không có đủ như vậy. Mặc dù người ta cứ nghĩ rằng gọi là thành công hay không thành công là nó xác định được ai nói dối hay không, cái đó cái kỹ thuật nó không có tin tưởng đủ để làm như vậy. Nhưng mà trong thẩm quyền của một cơ quan như là ngành hành pháp ở đây, thì vị trưởng, tức là vị tổng thống, có quyền ra lệnh cho bất cứ nhân viên nào làm cái đó thì họ tuân theo, không tuân theo thì họ cho nghỉ việc. Vậy trong thẩm quyền của họ, họ vẫn có thể làm như vậy. Nhưng mà nếu thẩm quyền này nó không có đủ để mà tòa án có thể buộc ai đó để làm cái chuyện này, tuy nhiên nên nhớ rằng tổng thống có quyền ra lệnh cho tất cả mọi người đi lấy cái bài giảm nghiệp này, giảm nghiệp nói dối trong trường hợp này, nhưng cho dù làm cái đó thành công, nó tạo nên một cái tên rất là xấu cho cái ngành này. Nó làm nho là tất cả mọi người trong ngành hành pháp đây là có vẻ như không tin tưởng nhau, với những việc cao cấp như vậy mà không tin tưởng nhau, cái đó là tạo nên mất cái uy tín của nhân viên của bên ngành hành pháp thôi. Chứ trên luật pháp thì không có cái luật nào ngăn cản tổng thống ra lệnh cho tất cả các nhân viên thuộc hạ để làm cái chuyện này, hay là có cái quyền gì buộc hay là cấm làm chuyện đó. Kính thưa quý vị, sau gần 18 tháng Tổng thống Donald Trump có mặt tại White House thì cái chỉ số thăm dò gọi là The Poll nó đã đi đến nhiều lúc có thể nói làm nghi ngờ chức năng và cái khả năng điều hành chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Đến ngày hôm nay thì theo dõi tất cả những cái việc nghiên cứu về vấn đề thăm dò dư luận thì tất cả những cái cuộc mà thăm dò đã cho thấy cái chỉ số như thế nào, thưa anh Tuấn? Như những dự kiện được đưa ra vào những ngày vừa qua, nhất là từ những cái poll của bên phía CNN, thì người ta thấy được rằng cái chỉ số mà ủng hộ cho bên phía tổng thống, cho bên phía chính quyền của ông tổng thống Trump đang giảm ở mức gọi là kỷ lục, thưa quý vị. Bởi vì chỉ mức tới 6%, tức là những người mà người ta nghĩ rằng chính quyền tổng thống không còn được sự tin tưởng nữa. Và không chỉ là CNN, nếu như mà quý vị cứ nghĩ rằng CNN là fake news như những gì tổng thống Trump nói, thì trong cái dự kiện mới nhất mà chúng tôi đưa ra, chúng tôi có thu thập vào sáng ngày hôm nay cho biết, không chỉ CNN mà kể cả ABC News, Washington Post, Gallup, IBD, Kaiser Family Foundation, Queen Park, Seager và Suffolk University, dường như tất cả những cái cơ quan tập trung về khai thác những cái survey, những cái dự kiện này đều đưa ra một cái mức gọi là những cái chỉ số mà giảm về điểm tín nhiệm của bên phía tổng thống. Nếu như trước đây đó, cái chỉ số mà ủng hộ tổng thống vẫn giữ ở mức là từ 41 hoặc là 42%, thì ngay từ giờ phút này giảm còn trung bình vào khoảng 36% mà thôi. Và cái con số này giảm đồng nghĩa với việc là những thành viên đảng Cộng Hòa họ đang rất là lo sợ, bởi vì tháng 11, những ngày tháng mà chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới đang cận kề, và điều mà những cái tỷ số tín nhiệm này đi xuống đồng nghĩa với việc rằng sẽ có thể rất nhiều những người cử tri đảng Cộng Hòa họ sẽ không có tiếp tục đi bầu,
hoặc là họ sẽ để phiếu trống thưa quý vị. Hoặc thêm vào nữa, những dữ kiện vào những tháng trước đây cho thấy rằng một làn sóng ủng hộ cho cuộc tranh cử, ủng hộ từ bên phía đảng Dân Chủ đã cho thấy rằng những người theo cái lý tưởng, theo cái quan điểm tự do họ đi bầu hơn rất nhiều. Thực sự đây đối với bên phía chính quyền Tổng thống Trump là một cái tình huống mà người ta có thể đặt vào tình huống nguy cấp thứ hai. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta nói đến vấn đề những cái điểm xấu, những cái điểm thất lợi của Tổng thống Donald Trump qua những cái sự kiện từ New York Times cho đến quyển sách, cũng giống như là tất cả những cái sự kiện liên tục xảy ra qua những cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta bất kỳ ai cũng không thể không có thể nghi ngờ được về một cái kinh tế hiện nay đang gọi là tốt đẹp, có lẽ tốt nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Đó là lời của Tổng thống Donald Trump. Đó là nền kinh tế mà cho rằng đảng Dân Chủ đang failing, tuy nhiên đảng Dân Chủ đã thất bại. Và nhắm như địa, và hình như quý vị, tất cả các sách và bài báo truyền hình đã không khỏi mất đi những thời giờ để có thể nói rằng nền kinh tế của chúng ta đang phát triển. Và như quý vị đã biết, như chúng tôi đã gửi đến quý vị, con số nạn thất nghiệp bây giờ đã xuống chỉ có 3.9, và đặc biệt thêm một điều nữa là tiền lương được tăng lên. Và chúng ta đã thấy một cái đường lối mạnh mẽ đối với một kẻ thù của Hoa Kỳ trong tương lai. Kính thưa quý vị, đó là cuộc chiến tranh mậu dịch mà Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu, về gọi là sự đánh lại một cái kế hoạch trao đổi mậu dịch không công bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đó là những cái điểm có thể làm cho người ta quên đi và bỏ qua tất cả những cái sự kiện vấp phải, những cái điểm xấu mà người ta cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể gặp gỡ trong tương lai. Vậy theo như luật sư, những cái sự kiện mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị, thì luật sư nghĩ sao, tương lai của Tổng thống Donald Trump sẽ như thế nào? Thì vâng, đúng là cái sự phát triển kinh tế, những cái dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế của Hoa Kỳ đang phục hồi rất mạnh, mạnh hơn cả những nền đa số nền kinh tế trên toàn thế giới. Nhưng ta nếu mà chúng ta mọi người nhìn kỹ lại, phân tích ra đó, thì cái sự phục hồi này nó bắt đầu từ hồi cuối thời kỳ của Tổng thống Obama, và nó vẫn tiếp tục cho ngay đầu thời gian đầu của Tổng thống Donald Trump. Cho nên Tổng thống Trump nếu mà phân tích kỹ ra thì người ta có thể nói rằng ở đây không phải là thành công của Tổng thống Donald Trump, mà là nó bắt đầu khởi điểm từ thời Tổng thống Obama. Thưa luật sư, tại sao mà chúng ta không nhìn nhận rằng là cả một cái nền kinh tế vực dậy, cả một cái sự kiện mà có thể nói rằng ở trên chính trường quốc tế, ngày xưa, ngay chúng ta trở lại chuyện ở Hàn Châu, ngay cả cái công việc tiếp đón Tổng thống Barack Obama cũng không được như những cái hình thức mà tiếp đón ông Trump ngày nay ở tại Thượng Hải, cũng giống như là ở tại Beijing. Điều đó chúng ta cho thấy cái quyền lực của Hoa Kỳ rất lớn. Nhưng mà bên cạnh đó thì thưa luật sư, rõ ràng là chúng ta thấy cái tình trạng mà gia tăng cái công việc ở tại Hoa Kỳ gia tăng một cách đáng kể, thưa luật sư, thì dựa vào đâu để chúng ta nói rằng là cái đó nó tiềm năng là ở Tổng thống Barack Obama? Tôi không nói là tiềm năng từ Tổng thống Barack Obama, nhưng đúng, Tổng thống Donald Trump với chính sách của ông ta đã có cái khuynh hướng mở màn cho cái phục hồi kinh tế nó mạnh hơn. Ví dụ như việc giảm thuế, cái chính sách giảm thuế, thuế chẳng hạn, nó giảm thuế cho người giàu, tức là cơ sở thương mại, nhiều hơn là giảm thuế cho người nghèo. Nhưng nên nhớ rằng cùng với đó nó cũng tạo nên cái gánh nặng, tức là nợ quốc gia vẫn cứ chồng chất lên quanh chương trình đó. Cái chính quyền Tổng thống Trump đã có cái quan điểm và đã thực hiện cái chuyện gỡ trói những cái regulation, những cái nguyên tắc điều hành thương mại. Cho nên khi gỡ trói như vậy thì đương nhiên cái sản lượng, cái lợi tức của các lợi nhuận của công ty hãng xưởng sẽ nhiều hơn, và nó tạo điều kiện dễ dàng cho việc thuê mướn nhân viên và giữ nhân viên dễ dàng hơn, cho nên nhiều người có công ăn việc làm hơn, nên thất nghiệp được giảm hơn và lợi tức của họ đương nhiên sẽ cao hơn. Cái chuyện đó là đúng, và nếu lợi tức của họ cao hơn thì đương nhiên cái tiền đầu tư khép khoáng, tức là cái lợi tức về pension, tiền hưu trí, tiền 401k, tất cả các tiền đầu tư đó nó sẽ gia tăng hơn, và mọi người được hưởng lợi nhiều hơn. Tuy nhiên mà người ta nhìn đến là nó ảnh hưởng như thế nào trong cái nợ quốc gia, chưa ai đặt đến vấn đề cái nợ quốc gia cần phải giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà cái chính trị Hoa Kỳ nó vẫn có nhiều bế tắc, cho dù là cái nền kinh tế đang phát triển đúng, trong có bất cứ bầu cử nào vừa rồi cũng sắp tới, cái phát triển kinh tế là một điều rất quan trọng, và tôi nhìn nhận rằng Tổng thống Donald Trump đã tạo nên một cái agent, một cái sắc tố để mà phục hồi cái chuyện đó mạnh hơn. Nhưng đó không phải là chuyện khởi xướng đi ngược chiều từ thời Tổng thống Donald Trump mà thôi, nó đã bắt đầu khởi điểm từ thời Tổng thống Obama đúng, nhưng mà nếu mà tiếp tục Tổng thống Obama đó
có thể là kiểu phục hồi kinh tế nó không mạnh như là chúng ta thấy hiện nay. Tôi phải nhìn nhận là Tổng thống Donald Trump có những yếu tố đó, và đó là yếu tố rất là quan trọng. Nếu mà người phân tích hiểu rõ thì người dân Hoa Kỳ có thể vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Tổng thống Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa trong cuộc sắp tới. Tuy nhiên họ phải nhìn nhận rằng nó không phải là vấn đề an toàn, tại vì nó có nhiều cái rắc rối khác của bên phía Đảng Cộng Hòa cũng như Tổng thống Donald Trump. Chỉ có còn 60, không tới 60 ngày nữa là tiến vào cuộc bầu cử tháng giữa nhiệm kỳ này, và cái thời gian rất là căng thẳng cho cả đôi bên trong cái bầu cử này. Thế thưa anh Tuấn, tất cả những cái sự kiện gần đây qua cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì có thể nói Trung Quốc cũng bất chấp và không khuất phục trước cái sự gọi là tấn công của Tổng thống Donald Trump qua cái hàng rào thuế quan. Liệu cái sự kiện này cho có làm nguy hại đến cái nền kinh tế Hoa Kỳ đang được phát triển một cách gọi là toàn vẹn như vậy không thưa anh Tuấn? Như những cuộc đánh thuế trước thì chúng ta thấy rằng cứ mỗi lần mà Tổng thống Trump và chính phủ đưa ra chuẩn bị có những cái proposal đưa ra việc đánh thuế Trung Quốc thì cái tỷ số chứng khoán nó giảm đôi chút, nhưng rồi cuối cùng những cái con số này lại xanh trở lại. Thì qua đó chúng ta thấy được rằng cái niềm tin của bên phía giới đầu tư vào cái thị trường kinh tế vẫn còn rất lớn, kính thưa quý vị khán thính giả. Giống như sáng ngày hôm nay khi chúng tôi kiểm tra về tỷ số về Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq cũng là một màu xanh hy vọng, thưa quý vị, thì điều này có thể là một điều mà giúp khởi sắc cho bên phía chính quyền Tổng thống, trừ những việc còn lại. Thì bởi vì người ta khi nhắc tới Tổng thống Trump thì nhắc tới về các vấn đề về kinh tế, còn chuyện về đối với lại là các quốc gia khác như Trung Quốc chẳng hạn, thì như chúng ta thấy là đường lối của Trung Quốc rằng họ vẫn tiếp tục là một chọi một với bên phía Hoa Kỳ. Mặc dù thực lực không biết ai hơn ai, nhưng họ đã trong quá khứ và hiện tại bây giờ họ cũng đã tuyên bố rằng nếu như Hoa Kỳ đánh thuế 267 tỷ đô la, họ cũng sẽ đánh lại 267 tỷ đô la. Và thậm chí đó, nếu như chúng ta nhìn vào những cái tin tức của quốc tế, người ta thấy rằng chính thức là Trung Quốc và Nga tập trận quân sự với nhau trong một cuộc tập trận quân sự lớn nhất chưa từng có. Thì điều này cũng cho chúng ta thấy rằng cái bàn cờ chính trị và bàn cờ ngoại giao nó đang có một sự thay đổi thôi. Kính thưa quý vị, vấn đề ở đây có những sự kiện mà chúng ta cần theo dõi. Đó là cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Liệu có sự thông đồng giữa cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga Show? Liệu có vấn đề cản trở công lý hay không? Và kính thưa quý vị, liệu cái cuộc bầu cử vào Hạ viện cũng giống Thượng viện vào tháng 11 tới đây có thay đổi cán cân đa số của Đảng Dân Chủ cũng giống như Đảng Cộng Hòa? Và kính thưa quý vị, có một điều mà chúng ta không quên, kính thưa quý vị, đó là trách nhiệm và cái bổn phận và cái chức năng làm việc của những vị lãnh đạo hiện nay có thể nói là được đúng theo cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã sử dụng lá phiếu cho hay không. Và kính thưa quý vị, đó là sự kiện chúng ta phải chờ đợi đến tháng 11. Cảm ơn quý vị cũng giống như các luật sư đã có mặt hôm nay để gửi đến chúng tôi tất cả những cái sự kiện quan trọng qua ngày 9/11, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.